Ok, chào các bạn. Thì bộ này mình về được hai bộ nha. Về cùng với cái giảm tốc mà hộp số vuông vuông á. Nhưng mà hộp số vuông vuông bán hết rồi. Động cơ thì nó y chang nha, không khác gì cả nha. Động cơ loại này rất là, loại này của Nhật rất là ngon. Khỏe, to. 12-24. Khoảng 800W nha. Con này thì dây các bạn nhìn rất là to ha. Ok, thì cái thắng nó hơi bị rỉ á. Mình đang vệ sinh nha. À, nó để lâu á, mình phải vệ sinh lại. Động cơ thì chạy rất là êm luôn á, êm ru luôn các bạn. Phía sau nó xài một cái hộp số, nó xài qua hộp số ha, còn mới tinh. Hộp số nó xài mỡ bò, nó qua một tỷ lệ nhông đầu ra khoảng 100 vòng một phút nha, tầm tầm đó. Để tí mình ráp và mình test sau. Ok, đây cũng là video mình review cho anh khách nha. Các bạn thấy nhông thép không? Nó tôi ở mặt ngoài ha, chỗ nó cứng. Ở trong máy á, cái bộ này nó nâng rất là dữ luôn các bạn. Nhưng mà rất tiếc hành trình này ngắn nha. Chứ cái này mà hành trình tầm 3-4 tấc thì rất là ngon nha. Mình cũng sẽ giữ lại mình xài, nhưng mà hành trình cỡ cái này tầm 2 tấc, không tới 2 tấc. Hành trình cỡ này thì mình cũng còn mấy bộ bên kia. Cho nên là hiện tại hành trình cỡ này thì mình bán nha. Mình đang bán. Thì anh khách này có thể là không xài cái vít me này các bạn. À, vít me này. Các bạn nhìn ở trong máy á, thì nó đỡ nè. Nó đỡ hai một cái bát thép à. Ở đây họ họ hàn xì ra nha. Thì mình giữ lại được hai cái ốc nè. Cái gối này. Tại vì bên bãi á, hàn xì cắt á, thì nó lẻ hơn là tháo nha. Cho nên là họ họ hay cái kiểu kiểu gì đó, hay kiểu 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 hàn xì cắt cắt xong rồi thì mình giữ lại cái bát này, nói chung cũng không làm gì ha, nhưng mà ốc ác còn đủ hết. Vít me lớn các bạn, vít me khá là lớn. Cái này nó nâng lực nâng cũng rất lớn, cái gối bi rất là to. Ok, test sơ sơ cái động cơ nó quay nha. Thì xong rồi mình ráp vào hết rồi mình test lại lần nữa cho anh khách xem. Cái này có hai bộ. Đây cũng là video mình test trong sáng nay các bạn. Chiều mình tập trung mình gói hàng nha. Hai anh em sẽ gói hàng. Tại vì hàng ngày hôm qua khách đặt rất là nhiều, mình tập trung hai anh em gói mới kịp. Ok. Thì loại này các bạn chạy 12V cực tốt nha, 12V. Nhưng mà mình đang test 24V nha, 24V. Em ru ha. Em ru, tua cao, có thắng. Con này chế tời, chế gì, chế nâng, chế gì cũng cực ngon các bạn. Những con như vậy rất là hiếm à. Đi bãi rất là hiếm. Con này anh khách cũng đang định chế vào cái nâng á. Cái nâng T-Ben á. Thì cũng rất là đúng bài luôn á. Bản thân con này nó cũng nâng T-Ben. Con kia cũng nâng T-Ben. Đó. Thì rất là hay ha. Ok, anh xem nha. Rồi một tí ráp hộp số vào á. Sẽ test một lần nữa cho anh xem. Tại đang mở ra vệ sinh. Hồi nãy á, hồi nãy cái thắng nó bị kẹt á. Động cơ thì nó chạy bình, nó thắng nó kẹt, nó không quay, nó giữ cứng lại. Cho nên phải vệ sinh. Ok, cảm ơn anh ủng hộ shop nè.